Tỉnh Cà Mau vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan hỗ trợ 1.400 tỷ đồng để bố trí di rời dân cư vùng thiên tai giai đoạn 2016-2020 và lộ trình tới năm 2025. Trước mắt là 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để triển khai khẩn cấp dự án đầu tư hạ tầng tái định cư, di rời 646 hộ dân đang sinh sống ở vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, hầu hết những hộ dân bị thiệt hại về nhà ở trong đợt mưa lũ, triều cường ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, vốn sinh sống ven đê và ngoài đê biển Tây. Thời gian qua, mặc dù tỉnh Cà Mau đã có nhiều chủ trương di rời đối với những hộ dân này, nhưng khó khăn là do không ít hộ trong số này đang sinh sống bằng nghề khai thác thủy hải sản ven bờ. Quá trời giờ hai chồng sợ, bây giờ cũng yêu cầu cho nhà nước kiếm cái chỗ cho ở cho nó an toàn, chứ giờ quá trời sợ rồi. Hai ba đêm sau không dám ngủ luôn. Ở ngoài đây nào giờ chưa có chặng nào bằng chặng này. Chặng này nước dâng cao quá, tôi sợ quá rồi. Qua rà soát, huyện U Minh còn 66 hộ dân sống ngoài đê biển Tây. Trước dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp, tình trạng mưa lớn kèm theo lốc xoáy, triều cường có thể sẽ tiếp tục dâng cao. Các huyện trong tỉnh Cà Mau đang khẩn trương tuyên truyền, vận động di rời các hộ dân vào nơi ở ổn định. Thì Ủy ban nhân xã sẽ cử lực lượng là công an rồi phối hợp với các ngành đoàn thể và chính quyền, người chi bộ các ấp mà có các hộ dân còn sống ở ngoài đê biển Tây, tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động và đồng thời là kiên quyết không để các hộ dân là tiếp tục là sửa chữa nâng cấp nhà ở trái phép ở ngoài đê biển Tây nữa. Hiện tỉnh Cà Mau đã xây dựng 4 dự án bố trí sắp xếp dân cư. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đề xuất kiến nghị trung ương hỗ trợ vốn khẩn cấp để bố trí di rời và tái định cư cho người dân vùng thiên tai.